Sau 50 ngày sống hoang dã, bạn có thể nhận được 3 triệu đô la. Bạn có dám tham gia thách thức như vậy không? Mùa 10 của chương trình Sống Sót Một Mình đang bước vào giai đoạn căng thẳng. Ngày thứ 16 của cuộc thi, còn 4 thí sinh trên sân. Đêm qua, vô tình, Won Isa đã có một khách không mời mà đến. Đi đi lại lại trên mái nhà, cô ấy đoán đó có lẽ là một con cáo. Và từ đó, ý tưởng táo bạo đã nảy sinh. Nếu có thể bắt được một con cáo, sống trong 10 ngày hoặc một nửa tháng không phải là vấn đề. Nói là làm. Won Isa đã cẩn thận thiết lập một cái bẫy gần đó, sử dụng nội tạng của con thỏ hoang bắt được lần trước làm mồi. Chỉ cần con cáo tái xuất, hãy để nó không thể thoát ra. Sáng hôm sau, Won Isa đến kiểm tra bẫy với trái tim hồi hộp. Nhưng điều mà cô ấy không ngờ đó là không có gì trong bẫy. Cô ấy nói rằng tối qua cô ấy đã nghe thấy tiếng động của con cáo, và dựa vào dấu vết tại hiện trường, dường như con cáo cũng đã rơi vào bẫy. Nhưng không biết tại sao bẫy không hiệu quả. Dường như Won Isa đã đánh giá thấp khả năng thoát khỏi của con cáo, không thể thưởng thức thịt cáo mà cô ấy mong muốn. Won Isa chỉ mang cung tên đi săn, nhưng sau khi lạc trong rừng cả nửa ngày, nhưng vẫn chẳng có được gì. Collie cũng đang lo lắng về thức ăn. Cùng với việc nhiệt độ giảm, các cái bẫy đã đặt trước đó càng ngày càng ít hiệu quả. Và chỉ mới 1/3 thời gian thi đấu đã qua, Collie ngồi bên bờ biển suy tư. Suy nghĩ và suy nghĩ, cô ấy quyết định làm một cái lưới cá, nhắm mục tiêu vào cá ở vùng nước sâu. Sau đó cô ấy lại làm một cái rổ cá bằng cành liễu, đặt cái lưới cá tốt lên trên cái bẫy cá. Nhưng mà cái này mình nhìn càng lúc càng giống lồng chim. Dù sao đi nữa, miễn là có thể bắt được cá thì đó là công cụ tốt. Tiếp theo, Collie còn làm một cái gai ở lối vào. Chỉ cần cá vào là chẳng thể ra ngoài được. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu cá thôi. Đặt cái bẫy cá vào biển sau đó, Collie bất ngờ bắt đầu nhảy múa, bắt đầu nhảy vũ điệu mới học. Won Isa hôm nay dự định nâng cấp nơi trú ẩn. Tối qua ngủ bị lạnh khắp nơi, thực sự là quá lạnh. Cô ấy tính toán một cách cẩn thận, chẳng mấy chốc nữa sẽ tuyết rơi, phải làm trước khi bão tuyết đến. Trong nơi trú ẩn, lắp đặt một cái lò sưởi, đến bờ biển chọn lựa vài tảng đá hoa cương. Đặc điểm lớn nhất của loại đá này là chắc chắn và chịu nhiệt, ngay cả lửa thần của Hồng Hài Nhi cũng không thể đốt cháy. Sau khi lò sưởi được xây xong, cần thêm một ống khói. Đầu tiên, khoét một lỗ trên mái nhà, sau đó dùng cưa để cắt bớt phần gỗ dư thừa. Cuối cùng, xây dựng một ống khói bằng đá là hoàn tất công việc. Won Isa không thể chờ đợi được để trở về trại kiểm tra. Hiệu quả không tệ, có hệ thống giữ ấm này, sẽ không cần lo lắng bị cảm lạnh khi ngủ nữa. Ngày thứ 17 của cuộc thi, Mi Chen đang mang cung tên đi dạo khắp nơi. Trong tập trước, Mi Chen tình cờ tìm thấy một con chim biển ở bờ biển. Lần này xem có thể gặp may mắn không. Mang theo cung tên vào rừng đi dạo khắp nơi, nhớ lại lần tham gia sống một mình ở lần trước, chỉ vì thiếu thức ăn mà buộc phải rút lui. Lần này chắc chắn không thể mắc phải sai lầm tương tự nữa, chắc chắn phải tích trữ thêm thức ăn. Vừa đi vừa nói, Mi Chen phát hiện bắt được một con thỏ trắng lớn trong bẫy, có được lượng protein nặng 5 cân này. Cô ấy lại gần hơn với vòng chung kết một bước, còn chờ gì nữa? Nhanh chóng cởi chiếc áo len màu trắng của chú thỏ, chia thịt thỏ thành 7-7-49 miếng đặt vào nồi. Đậy nắp nồi, đun lửa nhỏ trong 30 phút. Không cần nghĩ, tối nay chắc chắn sẽ vui phải biết. Và lúc này, là cầu thủ nam duy nhất trên sân. Amos suốt 2 ngày qua không có gì thu được, chỉ có thể dựa vào sò ven biển. Sức mạnh trước đó muốn săn giết một con gấu đen lớn cũng đã mất. Đến rừng kiểm tra bẫy săn thường xuyên, vòng đi lại, trở về vẫn trắng tay. Trên đường trở về, Amos nhận ra giờ đây không thể thu thập được cả quả dâu. Về chạy vào buổi tối chỉ có thể ngồi hít không khí. Có một điều cần nói, các cầu thủ nam lần này thực sự quá yếu. Người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử sống cô đơn ở hoang mạc sắp ra đời. Bởi vì Amos, người đàn ông duy nhất trên sân, sắp sửa bỏ trốn. Điều này làm sao vậy nhỉ? Cuộc thi đã tiến hành đến ngày thứ 19. Amos đói 3 ngày lại bước vào rừng lần nữa, cầu nguyện rằng bẫy hôm nay sẽ có kết quả. Dù chỉ là một con chuột nhỏ cũng có thể giúp anh ấy qua ngày. Nhưng hiện thực tàn nhẫn đã làm tắt hết hy vọng của anh ấy. Một vài bẫy hoàn toàn trống rỗng. Lúc này, trái tim của Amos lạnh lẽo, tâm trạng rơi vào đáy vực. Từ đầu đến giờ, anh ấy đã giảm cân 30 cân, cảm giác cơ thể đã bị rỗng trống. Khi anh ấy trông rất chán trường, một con sóc đột ngột xuất hiện trước mặt. Đối mặt với bưu kiện được gửi đến tự nguyện, Amos giơ tay là một đòn kiếm. Nhưng cho anh ấy cơ hội thì anh ấy không đáng tin cậy. Khoảng cách gần như vậy mà không trúng, con sóc nhỏ trốn tránh dưới màn hình. Lỗi lầm này đã gây ra một đòn đau đớn cho Amos. Nằm trong nơi trú ẩn dò dỉ khắp nơi, hàng ngàn ý nghĩ tràn ngập trong tâm trí. Có lẽ là lúc rời đi, thay vì vô ích ở đây, thà về nhà sớm để thưởng thức hạnh phúc gia đình. Suy nghĩ suốt ngày, anh ấy cuối cùng đã gọi điện cho nhóm sản xuất, chính thức thông báo rút khỏi cuộc thi. Vì vậy, người chiến thắng mùa này chỉ có thể xuất phát từ 3 thí sinh nữ còn lại. Mi Chen từ khi ăn một bữa lớn thịt thỏ 2 ngày trước, tinh thần cô ấy được nâng cao. Cô ấy đến bờ biển để thu thập một số rong biển để làm một cái rổ.
để chứa trái cây. Mọi người đều lo lắng về thức ăn, nhưng cô ấy vẫn có sự tinh tế và duyên dáng như vậy. Dường như cô ấy có đủ tự tin để giành chiến thắng. Tâm trạng của Collie ở phía bên kia cũng rất tốt. Sáng sớm, cô ấy đã thức dậy và nướng chiếc tất hôi mặc được hơn một nửa tháng. Sau đó, cô ấy đi vào rừng như mọi khi, đi dạo một vòng. Không có một sợi lông nào trong cái bẫy cô ấy đã sắp đặt trước đó. May mắn là cô ấy đã đề phòng kỹ lưỡng. Cô ấy còn đặt cái bẫy để bắt cá trong biển. Tuy nhiên, khi cô ấy kiểm tra cái bẫy, hy vọng lại tan vỡ. Collie mạnh mẽ từ trước không bị những thất bại nhỏ ảnh hưởng đến tinh thần. Vẫn cười qua như không có gì xảy ra. Không có thức ăn, Collie chỉ có thể tiếp tục ăn sò. Có thể do ăn sò quá nhiều nên bắt đầu xuất hiện tác dụng phụ. Lúc 2 giờ sáng, Collie bắt đầu nôn mửa và tiêu chảy. Không thoải mái suốt một đêm. Sáng hôm sau, tình trạng sức khỏe của Collie vẫn không cải thiện. Cô ấy mệt mỏi chạy đến tảng đá ven biển để tắm nắng. Ban đầu mình rất tin tưởng vào Collie, nhưng trời có biến động không lường trước. Đối mặt với cú sốc đột ngột, Collie có thể vượt qua không? Sau 50 ngày sống sót ngoài tự nhiên, bạn có thể nhận được 3 triệu. Chuyển đổi sang Việt Nam đồng sẽ là số tiền lớn. Bạn dám tham gia thách thức sống sót như vậy không? Mùa 10 của sống sót ở nơi hoang dã đã trôi qua 20 ngày. Các thí sinh nam đều đã sợ đến mức sớm bỏ chạy. Chỉ còn lại 3 thí sinh nữ vẫn kiên trì. Trong tập trước, Collie đã bị ngộ độc thực phẩm vì ăn quá nhiều sò. Ban đầu nghĩ rằng cô ấy không còn xa lắm để về nhà. Nhưng sau một đêm nghỉ ngơi, Collie mạnh mẽ vẫn vượt qua được. Sáng sớm đã tràn đầy năng lượng. Cô ấy đã làm dịch vụ khử trùng toàn diện cho quần áo. Đã 2 ngày không ăn gì. Đã đến lúc bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể yếu đuối. Cô ấy đến rừng kiểm tra lại tất cả các bẫy đã sắp đặt trước đó. Đi một vòng, nhưng không có bất kỳ thành quả nào. Liệu hôm nay có phải lại phải đi bờ biển lượm sò ăn không? Ngay khi cô ấy quay đầu chuẩn bị về nhà, một con sóc nằm trên đất khiến cô ấy mỉm cười. Collie ôm lấy em bé đáng yêu. Hy vọng rằng em sẽ được sinh ra trong một gia đình tốt. Khi nói, nước mắt đầy tình cảm không cố ý rơi từ góc miệng. Ngay sau đó sẽ là hiện trường sự thật. Ngồi mà ăn, nằm mà ăn. Đã thử hết mọi tư thế ăn thịt ngon. Cô ấy đã ăn một con sóc nhỏ và cảm thấy như đang nhai giò heo. Với sự hỗ trợ của bữa ăn chứa nhiều protein này, cơ thể yếu đuối của cô gái lại tràn đầy năng lượng. Ngày hôm sau, nơi đây bắt đầu rơi tuyết lớn đầu tiên của năm 2022. Cảnh tuyết trắng trước mắt khiến Collie rất phấn khích. Nhưng khi nghĩ đến việc tuyết rơi sẽ làm tăng gấp đôi khó khăn trong săn bắn, cô ấy không còn vui nữa. Đi kiểm tra cái bẫy, thật không ngạc nhiên khi trống trơn, không có gì thu được. Đành phải uống nước lọc và đối mặt với cơn đói hôm nay. Trở về nơi trú ẩn, Collie bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Vừa thoát khỏi việc ngộ độc thức ăn, trận đấu sau này càng ngày càng khó khăn. Không biết sẽ xảy ra tình huống gì tiếp theo. Vấn đề thiếu thốn thức ăn vẫn chưa thể giải quyết. Cô ấy không biết liệu có nên tiếp tục kiên trì hay không. Và rồi cho đến khi lửa tắt, cô ấy vẫn mặt mơ hồ. Bất ngờ, Collie đã thực hiện một hành động khiến người khác không hiểu. Cô ấy đã di chuyển túi ngủ ra ngoài căn nhà. Cô dự định đêm nay sẽ ngủ trên đất. Có lẽ nhìn lên trời, Chúa trời sẽ trả lời cho cô ấy. Nhưng có lẽ Collie quên rằng hiện tại là trời rất lạnh, đã bị đóng cứng từ 2 giờ sáng. Tuy nhiên Collie nói, tối qua một vì sao băng đã chỉ cho cô ấy con đường. Nếu có thứ gì đó trong bẫy thì ở lại và tiếp tục cuộc thi. Nếu không có, thì hãy về nhà. Cuộc thi sống sót một mình mùa thứ 10 đã đến ngày thứ 21. Trong mùa thứ 8, Michelle đã bị loại vào ngày thứ 21. Chỉ cần vượt qua hôm nay, cô ấy đã vượt qua bản thân. Trong ngày đặc biệt này, Michelle nghĩ rằng cô ấy phải có chút protein bất kể điều gì, thưởng cho bản thân một chút. Nói gì thì nói. Vừa bước vào rừng, một con gà rừng lớn tự nhiên đến gần. Có con gà rừng này, Michelle ít nhất có thể ở thêm 3 ngày. Quay trở lại trại, con gà rừng đã được nấu cháo với 8 miếng rau. Hôm nay là một ngày tốt, Michelle quyết định khoe eo nhỏ trước ống kính. Quần này lúc mới mua vẫn rất chật, nhưng bây giờ đã rộng rãi. Thật không ngoa là chương trình giảm cân thành công nhất. Sau 30 phút, canh bồi bổ toàn diện thành công. Trong khi Michelle đang thưởng thức bữa ăn lớn, một con gà rừng không biết xấu hổ lại bay qua đầu. Liệu đó có phải nửa kia của con gà rừng mà Michelle nói không? Michelle tốt bụng không chịu lòng để con gà rừng sống cô đơn trên thế giới này. Michelle nhanh chóng bắn hạ con gà rừng bằng cung tên. Một gia đình nên hòa thuận và đoàn kết. Không cần sinh cùng ngày cùng tháng. Chỉ cần chết cùng ngày cùng tháng và nhập vào bụng Michelle. Nếu phải mô tả cuộc sống hôm nay bằng hai từ, đó chính là thăng hoa. Nhưng nếu phải nói ai có khả năng giành chiến thắng, đó vẫn là Won Isa với tầm nhìn xa. Để đảm bảo có nguồn thức ăn mỗi ngày, cô ấy đã sớm mở một trang trại nuôi sò để dự phòng. Và mỗi ngày cô ấy đều đến bờ biển đúng giờ để mua hàng. Sau thời gian cố gắng này, số sò trong trang trại đủ để cô ấy sống qua nửa tháng. Tất nhiên đó không phải là nguồn thức ăn duy nhất của Won Isa. Bởi vì, đã có người tham gia ăn quá nhiều sò, đã dẫn đến trường hợp ngộ độc thức ăn. Vì vậy Won Isa cũng sẽ đi rừng để thiết lập bẫy săn. Gặp được con sư tử trên đường cũng sẽ mang về.
Thức ăn với cô ấy không phải là vấn đề. Nếu không có gì bất ngờ, chủ nhân của mùa giải này chắc chắn thuộc về cô ấy. Còn 26 ngày nữa là kết thúc mùa 10 của Sống Sót Một Mình. Won Yi-ja đã dậy sớm từ lâu, bởi hôm nay là ngày Won Yi-ja cúng tổ tiên. Cô ấy lấy ra một miếng thịt sò lớn nhất, sau đó bắt đầu cầu nguyện cho sự bảo hộ của 18 đời. Có lẽ tổ tiên đã hiện linh. Won Yi-ja như mọi khi đi bờ biển lượm sò. Thật không thể tin được cô ấy phát hiện ra hai con nhím biển. Giá của nhím biển không cần phải nói nhiều, ai đã đến Đà Lạt đều biết. Và giá trị dinh dưỡng của loại này rất cao. Won Yi-ja không thể chờ đợi để thử ngay, trực tiếp trình diễn việc nuốt sống nhím biển trước ống kính. Tươi ngon và đầy nước, tan chảy ngay khi vào miệng. Hương vị thật sự tuyệt vời. Tiếp theo, Won Yi-ja lại đến bờ biển để tiếp tục thu thập sò. Không biết hôm nay may mắn đến từ đâu, thậm chí còn tìm thấy một tổ nhím biển nữa. Thật là tuyệt vời. Đây có thể coi là tổ của nhím biển. Có được những con nhím biển này, cộng thêm trang trại nuôi sò của mình, Won Yi-ja giờ đây chính là bà trùm thực phẩm. Nhiệt độ ngày càng giảm, tuyết đã phủ khắp Labrador. Won Yi-ja nhanh chóng mặc áo lông dày. Kế hoạch hôm nay là kiểm tra bẫy trong rừng. Đúng là may mắn đến rồi thì không ai cản được. Trong bẫy lại bắt được một con thỏ trắng to lớn. Won Yi-ja hân hoan vung tay hò reo. Cảm ơn trời đất. Cảm ơn gia đình và bạn bè của tôi. Quan trọng nhất là cảm ơn tổ tiên 18 đời của tôi. Won Yi-ja từ sau lần tế tự tổ tiên trước đó, đã chạy nhanh như gió. Protein ở nhà đã nhiều đến mức không thể ăn hết. Bây giờ muốn giành hạng nhì cũng khó. Trở về trại, Won Yi-ja không thể chờ đợi được để đốt lửa nấu ăn. Đây là bữa ăn xa xỉ nhất mà cô ấy đã từng ăn kể từ khi tham gia cuộc thi. Có cả hải sản và thịt thỏ. Khi người khác không thể có cả bữa rau, Won Yi-ja đã thực hiện được tự do ăn thịt. Nhìn cô ấy ăn đầy miệng chảy dầu. Bát mì mình đang cầm bỗng dưng không còn thơm nữa.